Ok, chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình nói tới một cái vấn đề mà rất là khó nói trong ảo thuật. Đó chính là phong cách và cách tạo điểm nhấn trong bài diễn. Thì nó như thế nào á? Để video nha. Nhưng mà trước khi vào video thì để mình có cùng một bích. Xong, vào video. Thì nói gì nói thì mình phải nói trước là phong cách là gì cái đó. Thì thực ra theo mình, theo cảm nhận của mình thôi nha, phong cách của mỗi người nó sẽ nằm ở, thứ nhất là tính cách của bạn như thế nào, cái thứ hai là cái cách nhìn nhận rồi một sự việc nào đó của bạn như thế nào, cái thứ ba là cái cách bạn cư xử với một sự việc, sự vật nào đó nó như thế nào, thì cái đó chính là cái phong cách của bạn. Chứ thực ra mà nếu như mà bây giờ kêu mình cho các bạn tiếp làm sao để xây dựng một phong cách ra, thì nó thật sự rất là khó nói. Và làm sao để bạn định hình được phong cách của bạn thì nó cũng cực kỳ khó nói luôn. Nhưng mình có thể ví dụ cho các bạn bằng chính cái cách xây dựng của mình cho các bạn học hỏi thôi nha, chứ cái này nó không có gọi là chính xác hoàn toàn 100% nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến cái phần là cái cách để làm sao mình xây dựng phong cách. Và đây là một trong những cái cách mình dùng thôi nha, các bạn có thể tham khảo. Thứ nhất là mình hay coi các ảo thuật gia nước ngoài, cách họ diễn, cách họ tương tác khán giả. Rồi sau đó mình từ đó mình mới chọn của người này một ít, người kia một ít, xong rồi mình thử. Cái này mấu chốt là bạn phải thử nhiều lên, bạn thử phong cách này, bạn thử phong cách kia, bạn thấy cái nào hợp với bạn thì bạn cứ giữ là xài trước đi, giữ tạm xài tạm thôi nha. Cái thứ hai là cái mà mình thấy là cái mấu chốt quan trọng nhất trong cái việc bạn tìm ra phong cách của bạn, đó chính là bạn phải biết cái tính cách bạn như thế nào. Thì bạn có thể, cái này thì nói nó hơi ngoài lề, nhưng mà bạn có thể thử tìm những cái bài test về tính cách. Cái thứ ba là cái sự tự tin của bạn. Mình thấy thật sự mà mình biết cái phong cách của mình đi như thế nào á, là cho tới khi mà mình tự tin mình nhìn vào khán giả, mình không sợ bể nữa. Đó, thì dần dần nó sẽ xây cho mình một cái phong cách nó khác dần. Mình thấy thật sự cái phong cách là cái mà người ta nhìn bạn như thế nào thôi, là cái bạn thể hiện ra cho người ta thấy, thì cái đó chính là cái phong cách của bạn. Rất khó làm được, nghe thì rất là đơn giản, là bạn phải tìm về con người của bạn, bạn phải tìm cái tính cách, bạn phải câu nhiều, bạn phải tập nhiều, bạn phải thể hiện ra nhiều. Nhưng mà thật sự để mà các bạn tập trung vô đó để làm đó thôi, mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là các bạn hãy cố gắng đi, vì mình thích diễn mà, mình muốn diễn mà, mình muốn là một người nổi bật hơn những ảo thuật gia trong cộng đồng bây giờ, thì mình phải cố gắng thôi. Không có cái nào mà không cố gắng mà tự nhiên có hết. Rồi, mình sẽ tới điểm nhấn. Tới phần điểm nhấn thì điểm nhấn thì là một trong những cái thứ mà nó dễ giải thích hơn cho các bạn. Điểm nhấn tức là trong một bài diễn bạn phải biết bạn đang diễn gì là cái điều đầu tiên. Thì khi mà bạn biết rồi bạn mới dễ nhấn. Cái nhấn ở đây đơn giản lắm, là ví dụ bạn làm xong một cái hành, một cái động tác nào đó hay là một kỹ thuật nào đó, bạn có thể dừng lại để bạn nói chuyện với khán giả, thì cái điểm nhấn nằm ở chỗ đó. Và cái thứ hai đó chính là bạn nhấn bằng lời thoại. Bạn sẽ nhấn ngay cái những điểm quan trọng mà để họ lắng nghe. Nói thì hơi lan man, nhưng mà lát mình sẽ thử một trò với cục rubik này cho các bạn xem ha. Cái thứ ba là bạn nên thêm một tí xíu ảo thuật, ma thuật gì đó vô, giống như búng tay. Trong ảo thuật mình hay gọi là cái khoảnh khắc ảo thuật á, cái magic của mình á, thì thứ nhất là thường bạn sẽ thấy búng tay nè, tập búng không được phải không, cứ gán đi. Mình búng lúc đầu mình không búng được đâu, nhưng mà bây giờ mình có thể cả hai tay đó. Thì hai là bạn có thể, ví dụ bạn cầm bộ bài thì bạn có thể quơ tay như thế này đó. Bạn miễn sao khi mà bạn nói xong cái hiệu ứng, bạn phải cho họ thấy tại sao hiệu ứng nó xảy ra được.
magic moment đó, khoảnh khắc ảo thuật đó đó. Chẳng hạn như là nó là bây giờ mình chỉ cần búng tay một cái lá bài nó sẽ nhảy lên đầu. Đó. Tức là điểm nhấn trong bài diễn của bạn. Thì người ta sẽ nhớ cái búng tay này của bạn. Hoặc nếu như bạn làm không được không, bạn có thể dùng cái này nó hơi sến xuống tí xíu đó, chính là mình có một chút gọi là bụi ma thuật rắc lên đây. Đó, chỉ cần mình rắc vậy thôi lá bài bạn nhảy lên đầu. Đó, chẳng hạn như vậy. Bạn hãy thêm những cái đó vô. Xin lỗi bạn mới hết tin. Thì bây giờ mình nói tiếp là mình thấy nha, hiện giờ những cái mà ảo thuật, những màn ảo thuật mới bây giờ họ mất hẳn luôn cái phần các ảo thuật. Bởi vì mình thấy đa phần là làm cho nhanh, làm cho hết kỹ thuật xong dở luôn cái kết quả lên, xong hết. Chán. Không, mình nói thật, bây giờ mới chọn nó chán. Mà nhiều khi mình nói nếu như mà mọi người tập lâu, mọi người nhìn vô cái biết cái trò đó làm như thế nào. Mà mình có thể lược, mình hay dùng những trò mới đó, mình lược tối giản lại cái mình có hiệu quả của mới. Mình hay chơi vậy đó. Rồi, bây giờ mình tới phần chốt nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho bạn một cái ví dụ mà mình hay tạo điểm nhấn ha. Giống như mình nói là bằng cục Rubik này. Bây giờ theo như các bạn biết rồi, cục Rubik mình sẽ có rất là nhiều cái cách xoay. Có thể xoay trái, xoay phải, xoay gì đó, đúng không? Nhưng mà có thể xoay ở đây, xoay ở đây và xoay nhiều chiều khác nhau. Thì nếu mà xoay xong rồi, thường thì cục Rubik để ra là để cho mình giải đó. Này thực ra cho những bạn giỏi toán để tập luyện cái trí nhớ của mình. Nhưng mà khi mình cũng ham hố, mình mua về mình chơi, mình chơi một thời gian thì mình thấy là mình không bao giờ mình sửa được cục Rubik hết á. Mình càng xào nó lên, càng trộn nó lên thì nó càng rối. Nhưng mà mình đâu có bỏ cuộc. Thế là mình phải tìm ra cái cách để giải nó. Cái cách mình đó là mình mua hết tất cả giấy màu mới xong mình dán lên. Đó. Thế là mình đã có cục Rubik mới. Sau mình trộn lên và thấy là lại bị nữa và mình dán lên lại. Cái đó hơi mất thời gian, nhưng mà sau khi mình học ảo thuật xong mình mới biết á, thật ra cục Rubik này có thể sửa được bằng suy nghĩ của ảo thuật gia. Rồi nó như thế nào? Đây mình sẽ làm thử cho bạn coi. Đây ha, mình chỉ cần che lại như vậy mà mình suy nghĩ coi là những cái tờ giấy màu này nó dần đổi chỗ cho nhau và cuối cùng là vậy. Nó sẽ kéo lại bình thường thôi. Đó là chính là cái cách mà mình hay tạo điểm nhấn. Nếu như mà bạn để ý trong bài diễn của mình á, thì mình hay nhấn ở chỗ gần khúc cuối đó, chính là dần. Mình vừa làm một kỹ thuật nào đó, dần trở lại như bình thường. Thoại mình lúc đó sẽ chậm đi và mình nhấn từng chữ một cùng với hành động, bạn sẽ cảm thấy nó nghe nó sẽ lôi cuốn hơn, kiểu giống vậy đó. Bạn sẽ thấy nó hấp dẫn hơn đó. Cái việc tạo điểm nhấn là để bài diễn bạn hấp dẫn hơn đó. Rồi bây giờ chốt nhanh. Thứ nhất, làm sao để tìm phong cách? Bạn hãy trả lại tu lại khúc đầu coi, ok, cho nó nhanh. Thì mình chỉ là muốn nói như thế thôi. Nếu như mà các bạn còn thắc mắc gì thì cứ comment cho mình biết, hoặc là nhắn tin cho mình, thì anh em mình có thể trao đổi nhau. Có thể nhiều khi mình có thể giúp bạn được phần nào đó để bạn tìm ra được phong cách, thì mình cũng rất là vui. Mình cũng mong nhiều người sẽ có những phong cách lạ hơn mình, chứ mình cũng không muốn tạo ra một siro thứ hai hay là một siro thứ ba. Thậm chí Hoàng em cũng đâu muốn tạo ra Hoàng thứ hai, đúng không em? Em phải là ô tô anh. Đúng rồi, tụi mình không phải thân thân, mình đừng phân thân, mình đừng dùng phân thân chi phục. Để nghe, xin gặp, chào các bạn và gặp các bạn ở video lần sau. Họ toàn làm kỹ thuật cho nhanh xong rồi dở luôn kết quả cho nó nhanh. Ok. Nhắc đi. Cái thứ ba là cái mà thì cái đó nó có lợi ích gì? Mình thấy khi mà ok, từ từ nha. Trời, biết tụt. Rồi, ok. Chào các bạn. Hơi dài ha cái phần kia. Thực ra nếu như mà bạn dùng Rubik để tập trí nhớ, nó là chuyện thường. Thấy cục Rubik này giúp bạn có thể bạn bỏ cái đó nha.